Trần Đình xin chào mừng quý vị đến với giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con. Thưa quý vị, thấm thoát đó mà chúng ta đã bước vào những ngày cuối của năm Đinh Dậu, năm 2017. Thấm thoát đó mà chúng ta đã xa quê nhà đến những 44 năm. Thế hệ người Việt đầu tiên định cư ở hải ngoại, ở Hoa Kỳ nói riêng, rất nhiều người nay đã là ông bà nội, ông bà ngoại, thậm chí là ông bà cố nữa. Con cháu chúng ta được sanh ra và lớn lên ở đây còn nhớ được nguồn gốc của chúng, còn nhớ đến Tết thì thật là hạnh phúc. Trong chương trình hôm nay, Trần Đình sẽ gửi đến quý vị những bài thánh ca và những chia sẻ về Tết rất trẻ con của các em thiếu nhi thuộc Cộng đoàn Thánh Andre Dũng Lạc, thành phố Aloha, tiểu bang Oregon. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, các em sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Phút Giao Thừa, một sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy. Trần Đình mời quý vị thưởng thức. Đoàn con dâng phút giây giao thừa, I'm
Thưa quý vị, bảo tồn, gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Tết Nguyên đán là dịp để gia đình đoàn viên, dù bận rộn với công ăn việc làm, trường sở, nhưng chúng ta đều gác lại để về sum họp với gia đình trong những ngày Tết. Đó là cái đẹp, cái quý nhất mà chúng ta muốn con cháu chúng ta gìn giữ và trân quý nó. Trần Đình hiện đang huấn luyện ca hát và điều khiển ca đoàn Cecilia tại Cộng đoàn Thánh Andre Dũng Lạc. Các cháu đây là con em của ca đoàn Cecilia, được cha mẹ động viên khuyến khích, do vậy đã tập họp lại một tháng một lần cùng ca hát tôn vinh và ngợi ca Thiên Chúa trong thánh lễ thiếu nhi ngày Chúa Nhật. Xin kính mời quý vị nghe các cháu chia sẻ về Tết như thế nào. Dạ thưa, con tên là Ngọc Anh. Con thích nhất về Tết là tập trung ăn uống với gia đình và con nhận được nhiều lì xì. Ăn bánh Tết và được lì xì. Vào ngày Tết là con mang một áo dài đẹp. Con được lì xì và con ăn bánh Tết. Tết là ngày đầu năm mới. Chúng ta chúc ông bà, cha mẹ và anh chị chúng ta ăn Tết. Chúng ta cầu cho nhau trong ngày Tết. Chúng ta đi chơi cùng nhau Tết. Và chúng ta yêu nhau cho Tết. Ngày đầu xuân bao người
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình, một sáng tác của nhạc sĩ Francisco. Các em hát thật tuyệt vời phải không quý vị? Thưa quý vị, hồi nãy Trần Đình có nói bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam là trách nhiệm của chúng ta. Quý vị cũng đã thấy được đôi chút thành quả khi các cháu trình bày hai nhạc phẩm vừa rồi. Chắc phần nào đã nói lên được sự đầu tư của bố mẹ các cháu cũng như chúng tôi đây như thế nào phải không? Thế nhưng, sự thật thì như thế nào? Trần Đình gọi cái này là hậu trường sân khấu để xem các em tiếp nhận sự mong mỏi của chúng ta như thế nào. Trần Đình mời quý vị. Các con có thích hát không? Dạ thưa, con rất thích hát bởi vì con có cơ hội hát với các bạn và con biết hiểu tiếng Việt nhiều hơn. Cảm ơn Kim Anh. Con có thích hát thánh ca không? Dạ, con thích hát thánh ca vì con được dùng tiếng hát mà Chúa ban để ngợi khen Chúa. Dạ, tại vì con thích hát. Con thích hát hay là tại vì bố mẹ bắt con? Dạ, con thích hát. Con cảm thấy vui tại vì con có thể nói và hát ít nhất hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Các con tập hát với thầy một lần một tuần, con mệt không? Làm sao con nhớ được bài hát? Dạ, con mệt với con nhớ bài được tại vì con tập hát 5 phút. 5 phút mỗi ngày hay sao? 5 phút mỗi ngày. Cảm ơn con. Làm sao con nhớ được bài hát? Dạ, tại vì mình tập ở nhà và mình tập ở nhà thầy. Dạ thưa, con tên là Thùy My. Con tập hát 5 phút mỗi ngày và con nghe bài tiếng hát ở trong YouTube. Có ai trong các con qua màn hình này muốn nhắn gửi gì với các bạn cùng lứa tuổi với các con không? Dạ có. Con muốn các bạn hát giỏi và được Chúa chúc lành cho các bạn. Cảm ơn các con. Thật là dễ thương phải không quý vị? Trở lại với chương trình thánh ca của chúng ta, Trần Đình mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Dấu Chân với nhạc phẩm Dâng Lễ Ngày Xuân do cháu Quỳnh Lê trình bày. Nhân dịp xuân về, nhạc sĩ Dấu Chân có gửi lời chúc Tết đến quý vị. Quỳnh Lê sẽ đọc cho quý vị. Mời quý vị lắng nghe sau đây. Cảm ơn và chúc xuân phước lộc ơn trời tuôn đổ mãi, an bình hạnh phúc chẳng hề vơi. Kính chào tất cả các quý vị khán tín giả xa gần. Lời đầu tiên, Dấu Chân xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đang xem chương trình Thánh Ca Dân Chúa Đời Con với chủ đề Xuân và Tuổi Thơ này. Bằng cách này hay cách khác, cách riêng là anh ca sĩ Trần Đình, trong tình yêu của Thiên Chúa cùng với sự thương mến quan tâm ưu ái của mọi người mà những tác phẩm thánh ca của Dấu Chân nay đã được nhiều người trong nước và hải ngoại biết đến. Suy nghĩ đầu tiên của Dấu Chân là chỉ sáng tác theo cảm hứng vui thích mà thôi. Mới đầu chỉ có một hai tác phẩm nhỏ nhoi, cũng chỉ là nhất thời. Nhưng rồi chính cái cảm hứng sở thích nhất thời đó mà đã dẫn đưa Dấu Chân đến cái duyên viết nhạc này. Tất cả là hồng ân của Thiên Chúa. Vâng, Dấu Chân lúc nào cũng luôn cảm nghiệm như vậy. Vì nếu không có Ngài nâng đỡ dìu dắt và ban ơn giúp sức,
cho dấu chân từng giây từng phút trong đời, thì khó có thể có được những tác phẩm mà quý vị đang và sẽ đón nhận thưởng thức. Bởi lẽ dấu chân cũng chỉ được tham gia lớp học đệm đàn hát thánh ca và một chút nhạc lý căn bản mà thôi. Không được một ngày nào bước chân vào giảng đường nhạc viện để theo học ngành sáng tác âm nhạc. Nhưng trên hết vẫn là ơn Chúa, chính Chúa Thánh Thần. Ngài đã, đang và luôn đồng hành bên dấu chân. Và trước thềm năm mới Mậu Tuất 2018, dấu chân xin kính chúc mọi người một năm mới với tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong tất cả mọi lĩnh vực. Một năm an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và đón nhận được nhiều điều hạnh phúc, nhiều lời chúc, lời cầu nguyện cao quý nhất nơi tất cả mọi người, nhất là nơi những người thân của mỗi chúng ta. Kính chúc tác giả dấu chân. Bao nỗi lo toan.
thánh ca của chúng ta xin tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị một năm mới với tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, khỏe mạnh, trẻ trung và một năm mới an khang thịnh vượng. Các con cùng nói chúc mừng năm mới để chào quý khán thính giả nha. 1, 2, 3.